Kính chào quý vị, chào mừng quý vị tới với chương trình Cuộc hẹn cuối tuần. Kính thưa quý vị, một trong những điểm hấp dẫn của cuộc hẹn cuối tuần, chúng tôi nghĩ rằng đó là một show tràn ngập âm nhạc từ pop, rock, funk đến indie. Duy chỉ có một thứ đặc biệt, đó là rap và hip hop. Rap và hip hop là một trong những thể loại âm nhạc được nghe nhiều nhất trong giới trẻ tại Việt Nam hiện nay và ở Mỹ, quê hương của dòng nhạc này. Thật khó tin, nhưng đó cũng là dòng nhạc được tiêu thụ sản phẩm nhiều nhất trong thời gian qua. Đây là một minh chứng cụ thể bằng những thống kê. Vâng, hip hop và rap đứng trên cả pop, rock và R&B. Sau đó mới là nhạc Latin và nhạc country. Thưa quý vị, có được vị thế này là vì sức lan tỏa lớn lao của những câu triết lý mang nhịp điệu âm nhạc và một giọng ca chất lượng không trở thành diva bằng rap. Nhưng điều đó cũng không cản trở họ rất hào hứng phô diễn tài năng đa dạng của mình trong chương trình của hẹn cuối tuần. Không lâu còn, đó là Thanh Lam. Thích ăn rồi phải không? Yeah. Vâng thưa quý vị, và cuối cùng chúng tôi cũng quyết tâm để mang rap thực sự tới trường quay của cuộc hẹn cuối tuần. Và hôm nay chúng ta sẽ nói về rap, chúng ta sẽ nói về âm nhạc, sự sáng tạo và cả về cuộc sống nữa. Xin chào đón tới với sân khấu của cuộc hẹn cuối tuần Binzy, Ramastic và Subin. Vâng thưa quý vị, hôm nay là một cuộc hẹn cuối tuần rất đặc biệt. Trường quay sẽ hạ bớt ánh sáng bởi vì trên sân khấu đã có rất nhiều những ngôi sao. Cảm ơn sự xuất hiện của cả ba trên sân khấu này. Và cảm ơn phần mở đầu rất sôi động của ban Màu Nước. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Ramastic, cảm xúc của bạn như thế nào khi có mặt trong trường quay của VTV ngày hôm nay? Để được có mặt ở VTV thì thật sự đối với em là một niềm vinh hạnh rất lớn. Nhưng mà có mặt ở chương trình cuộc hẹn cuối tuần thì thực sự là chắc chắn là bây giờ sau bữa cơm, sau khi xem thời sự xong là em với vợ lại có thêm một lý do cho con em xem là bố trên TV. Bố trên TV đúng không? Có rất nhiều lý do tại sao chúng tôi rất là nỗ lực để mời được các bạn có mặt trên sân khấu ngày hôm nay. Các bạn cũng biết rồi, trong phần mở đầu ai thì cũng thích nhạc rap. Nhưng có một lý do khác nữa mà chúng tôi rất quyết tâm mời được Binzy tới cuộc hẹn cuối tuần. Binzy biết vì sao không ạ? Trong lời của một bài hát của mình, Binzy có viết câu đại ý rằng là VTV ba chữ gì ăn còn chưa biết. Và đến đây ngày hôm nay là phải biết. Và bạn có thể viết một câu thay đổi cái lời rap vừa rồi. Anh nghe người ta nói anh đã vào showbiz, VTV ba chữ gì anh biết hết. Thực ra thì cái sự so sánh của Binzy ở đây có nghĩa là mọi người nói mình vào showbiz nhưng mà VTV3 chiếu gì mình còn chưa biết. Thực ra từ bé cái VTV3 nó đã luôn ở trong nhà, tức là gắn với showbiz đúng không ạ? Dạ, có nghĩa là nó là một cái platform rất là chính thống thì mình muốn dùng nó để làm cho cái sự tương phản nó rõ lên thôi. Nào bây giờ có 3 vị ở trên đây, một cuộc thi nho nhỏ để xem các bạn có xem VTV3 hay không. Ok. Nào, ai kể được 5 tên chương trình phát sóng trên VTV3? Ai giơ tay? Subin trước. Đường lên đỉnh Olympia. Ở nhà chủ nhật. Hãy chọn ra đúng. Chiếc nón kỳ diệu. Ai là triệu phú? Wow. Các bạn có nhận ra điều gì không ạ? Subin kể những tên chương trình có mặt trên VTV3 từ cách đây 20 năm. Đó là điều rất là xúc động với cả chúng tôi và những người đang ngồi trong trường quay và những người đã làm việc ở VTV3 trong suốt bao nhiêu năm qua. Thật là tuyệt vời. Những tên đang mới nổi cuộc hẹn cuối tuần này, The Voice này. Bạn ấy không kể. Cảm ơn rất nhiều và xin mời về thời ba của chúng tôi. Xin mời. Yes. Cả ba đang có mặt trong quầy ba của cuộc hẹn cuối tuần. Yes, thank you. Cảm ơn tất cả vì lần gặp nhau đầu tiên này. Và trên màn hình kia sẽ là một video clip dành riêng cho ba vị khách mời của cuộc hẹn cuối tuần ngày hôm nay. 10 năm về trước, có ba thanh niên không nghiện nhưng ngại ánh sáng,
quanh năm âm thầm hoạt động dưới lòng đất. Tưởng là kỹ sư mỏ địa chất, nhưng ai hỏi cũng bảo đang làm nghệ thuật. Tên của họ là Đan, Thiện và Sơn. Một ngày đẹp trời, cả ba thấy rằng không thể tiếp tục im ắng thế này được. Thế là họ đến gặp một thanh niên già hơn tên Hoàng. Hoàng biệt danh Tolovit, là kỹ sư điện tử chuyên DJ, làm chủ một cửa hàng sửa loa có tiếng. Chính là thứ không gian ầm ĩ mà Đan, Thiện, Sơn đang tìm. Sau một hồi suy tính, Hoàng chấp nhận cho cả ba vào học việc, rồi cùng thêm một vài công nhân khác phát triển thành chuỗi cửa hàng không gian loa. Đan, Thiện, Sơn thì như cá gặp nước, như hổ về rừng. Thiện vốn có ưu thế về thể lực và sinh lý nên tập trung vào yêu 5 lần một ngày. Thỉnh thoảng ngược đời nhưng không bao giờ lạc, nên nhanh chóng nổi như bồn và chiếm trệ ở vị trí có thể phán xét. Sơn bản chất phổ báo, không coi ai phiền tai cả, nhưng lại khoác lên mình một vẻ ngoài hoàng tử ba lát, luôn thích lùi lại và giữ tư thế phía sau. Đan hiền lành đơn thuần chất phát, bèn chọn một cái mác Big City Boy. Quần áo mặc theo ý anh, đá hồng là thêm tí xanh, hàng dòng ở Nguyễn Chí Thanh, đúng với tiền phí anh. Tỏ vẻ có cái tôi nhưng lại ok sao cũng được. Đan, Thiện, Sơn mỗi người một thế mạnh, phát triển theo hướng riêng, cứ tưởng thế là ghê gớm. Nhưng một ngày, Hoàng, chủ cửa hàng không gian loa gọi lại bảo: các cậu cá nhân thế là không được, phải cùng nhau làm một thứ gì đó ra trò, ví dụ như tham gia một cuộc hẹn trên VTV3 chẳng hạn. Điểm cái nữa cho nó tưng bừng nào. Chúc mừng Space Speaker. Đây là một trong những chương trình, thưa quý vị, một trong những chương trình mà nhiều sức ép nhất đối với anh. Bởi vì nó có quá nhiều là fan hâm mộ. À, sắp sửa phỏng vấn Binzy đúng không? Phỏng vấn Subin, phỏng vấn Raymastic. Thế thì cái yêu cầu, tức là sức ép dành cho người làm chương trình rất là lớn. Em có một câu hỏi. Okay. Là trước khi cái buổi phỏng vấn này diễn ra ấy, thì là anh đã có biết gì nhiều về âm nhạc, cái thế giới âm nhạc của bọn em chưa, và đã kiểu như là có đã từng tiếp cận chưa? Anh có nghe những bài hát của bọn em. Anh có thích ai nhất trong số? À, anh thích ai nhất? Anh thích ai nhất để mà nói? À, Công Tâm nhá. Công Tâm nhá, Công Tâm. Nghe nhiều nhất. Vâng. Là Subin. Nghe nhiều nhất là Subin. Và sức ép lớn nhất của anh trong ngày hôm nay, mình chỉ muốn la vào: tại sao? Tại sao em từ bỏ lại âm nhạc đấy? Tại sao? Em mới chỉ làm phía sau một cô gái thôi, còn bao nhiêu phía còn lại em phải dành thời gian chứ. Không, thực sự là em nghe đấy, câu nói đấy của anh thì em cảm thấy rất là happy. Em rất là hạnh phúc. Em không tiếc gì cả đúng không? Em không tiếc gì có thời gian đấy đúng không? Không, thực ra là đối với em thì cái quãng thời gian nào nó cũng là cái quãng thời gian rất là đẹp đối với mình. Tại vì mình đã cống hiến hết mình thì mình mới có được cái vị trí như bây giờ. Thì đối với em thì để mà được ngồi đây nói chuyện với cả anh cũng như là với tất cả mọi người thì nó cũng là một cái quãng đường rất là dài đối với em rồi, mà em không bao giờ cảm thấy tiếc về cái điều đấy cả. Binzy có biết rằng là điều tệ nhất khi là Binzy là sao không? À, không, anh nói cho em biết được không? Khi anh chuẩn bị cho chương trình này, anh nghĩ rằng là điều tệ nhất của Binzy, điều tệ nhất của Binzy có lẽ là không được nghe nhạc của Binzy. Well, em nghĩ em sẽ hạnh phúc với điều đó. Bởi vì thực ra anh cũng đã nghe một cuộc phỏng vấn của em, chính bài hát của em cũng không nhớ lời luôn. Yeah. Và em nói rằng là nhạc của em không nghe. Chính xác không? Đấy là điều rất tệ, bởi vì em phải nghe Binzy. Binzy hay lắm. Nhắm nhủ. Đúng không? Bởi câu hỏi lớn mà anh đặt ra ấy, đấy là anh nhìn thấy mọi người sống trong một thế giới rất là khác. Đặc biệt là Binzy, những video clip của em tạo ra một thế giới riêng của riêng em đúng không? Trai hư ăn không phải dễ, nhưng trai tốt ăn phải bao vây. Và thậm chí anh thấy là nó khác hoàn toàn với em ngoài đời. Yeah. Một người rụt rè này chắc là mọi người biết nhiều về điều đó đúng không? Thấy Binzy ở ngoài khác hẳn. Vậy thì anh mới đặt câu hỏi là mọi người có cái sở thích giống mình, có quan tâm đến mọi thứ, những gì xung quanh. Vâng. Ví dụ như anh sẽ hỏi câu đầu tiên, Raymastic, em nghĩ cơ hội của đội tuyển Việt Nam tới World Cup là bao nhiêu phần trăm bây giờ? Em nghĩ là cái cửa nó sau những cái trận vừa rồi thì... Sau những trận vừa rồi, tức là em vẫn dành thời gian để theo dõi điều đó đúng không? Vâng, sau những cái trận vừa rồi thì cái cửa nó cũng khá là hẹp rồi. Mặc dù đây không phải là điều em muốn nói ra, nhưng mà
Nhưng em có mặt ở đó cũng là vui rồi, đúng không? Nào bây giờ Binzy, gương mặt mà em thích nhất ở trong đội tuyển Việt Nam. Anh đoán xa xa thôi nhá, thì anh đoán em không phải là một fan hâm mộ bóng đá, nhưng anh vẫn phải hỏi để xem ít nhất cái tên nào rơi vào đầu. Quang Hải. Quang Hải, dạ. Yeah. Chúc mừng. Anh biết sao anh ấy chọn Quang Hải không? Tại sao? Quang Hải nhìn rất giống anh. Quang Hải nhìn rất giống. Như Quang Hải là hay cứa lòng bóng này. Hay cứa lòng. Cứa lòng vào các cô gái. Subin nghĩ thế nào khi mà Manchester tuần vừa rồi thua Liverpool tới 0-5? Em đang nghĩ sao để trả lời cho nó khéo để không bị các fan Manu kích động. Nhưng mà đấy đã là một câu trả lời rất là hay rồi nhá. Chứng tỏ là hiểu ngay từ đầu ra là mình cần phải nói điều gì. Mình sa thải Solskjaer. Cũng là một giải pháp. Ok. Anh cũng đã nghe nhiều cuộc phỏng vấn thì cái xu hướng về sử dụng tiếng Anh ngày càng nhiều thêm. Và một người ở Mỹ cỡ phải 10 năm như em, yeah, thì bây giờ suy nghĩ trong đầu có lẽ nhiều thứ cũng bằng tiếng Anh rồi, đúng không? Dạ. Yeah. Bản thân em cũng biết là cái việc mình pha giữa tiếng Anh với lại tiếng Việt nó thực sự nó không cần thiết, nó nhưng not mà necessary. Yeah, not necessary. Yeah. Yeah. Nói chung anh cũng, mình cũng phải thông cảm cho mọi người khi mà người ta bắt đầu thích nghi với cuộc sống mới, thì cái đó là cái cách học tốt nhất, là để mình phải bắt đầu suy nghĩ từ tiếng Anh. Lúc đầu em cũng là những người như vậy. Dần dần nó thành cái thói quen thì lúc đó mình sửa nó không còn sửa được nữa. Subin, em có phản đối không nếu mà anh yêu cầu người hay nói tiếng Anh trên sân khấu này sẽ phải viết một đoạn rap hoặc là phải chuyển ngữ một đoạn rap nào đó từ tiếng Anh sang tiếng Việt hoặc ngược lại? Nói chung là em đồng ý yes or no. em có đồng ý không? Hy vọng là chương trình có thể nương tay cho anh em trong Space Pickers. Tức là có hay không? Hơi lòng vòng luôn. Người Hà Nội hơi lòng vòng luôn. Em thông cảm bên gì ạ? Em đang ở trên bàn này thì có anh Ramastic và Subin. Thì là... Thôi, cô anh chơi tới đi anh. Chơi tới đi. Thế mình chọn chủ đề cho Binzy hay là em tự chọn em, lấy? Em tự chọn, em tự em chọn tự lấy. Có một bài hát em rất thích của Tupac. Là Dear Mama, thì em sẽ đọc vài câu ở trong đó. Mà hy vọng em dịch lại ở tiếng Việt thì nghe nó sẽ trôi tai. When I was young, me and my mama had beef, 17 years old, kicked out of the street. Go back at the time and never thought to see her face, and the woman alive that could take my mama's place. Yeah, đó là bốn câu mở đầu của Dear Mama của Tupac. Khi tôi 18 cãi nhau với mẹ, bị đuổi ra khỏi nhà. Quay ngược thời gian và tôi nghĩ lại sẽ không có người phụ nữ nào đẹp như bà. Không có ai có thể thay thế nếu anh nghe không nhầm. Dạ, đúng không? Chính xác. Đẹp như bà ta cả. Amazing, good job em. Thank you. Trả lời rất nhanh, thank you anh. Nghe vừa vi phạm nhiều em vừa nói đấy. Có. Một điều rất là hay khi anh chuẩn bị cho chương trình này là anh nghe lại nhiều nhạc, nghe được nhiều bài mới hơn của các em. Và một trong số những bài đó cũng là tiếng Anh luôn. Nhưng mà tiếng Anh đơn giản thôi. Bài OK, một trong những bài ấn tượng gần đây của Binzy. Yeah. Và khi đang nói về chủ đề ngôn ngữ và em đã thử một đoạn vừa rồi, anh rất là mong muốn Binzy sẽ hát trên sân khấu của cuộc hẹn cuối tuần. OK. Dạ. Rất là vinh hạnh, rất là vinh hạnh. Dạ. OK, let's go, let's go. Hôm qua em hứa hẹn trăm đường, hôm nay khi thôi say em nói em đùa. Hôm qua em vẫn rất dễ thương, hôm nay câu chia tay em nói ngang ngược. Yeah. OK. Alright. Hey. Hôm qua là nắng gắt, hôm nay là mưa rông. Không phải là thời tiết, biết nói về ai không. Yeah. Quên nhau dễ, đôi thành xa lạ không phải đến từng ngày. Ôi thương nhau ghê, đậm sâu đối với em cũng chỉ đến chừng này. Lời hứa em dùng nhiều rồi, sorry giờ không còn tác dụng. Em có thể yêu bằng cả lý trí nhưng không thể bằng lòng tin nát vụn. Nơi đây xương thì không rời lá, giọng thì hôn vào hoa. Hoa thì tốt và đạm, mây thì ôm trời xanh. Anh thì ôm guitar, em thì chơi đồ anh. Oh 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 okay. Oh 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 right.
ta vẫn còn bình thường. Hôm nay ta xa anh không nghĩ ra được. Hôm qua nồng cháy vẫn môi hôn. Hôm nay sao yêu đương anh thấy hoang đường. Đó hôm qua em vui hôm nay lại sầu anh khó đoán. Vết thương gây xong em quay lưng vội vàng say bay nhanh. Đầy đắng cay nhưng sao em vẫn mang ngọt ngào trong ánh mắt. Đừng nghĩ anh không quan tâm em trêu đồ hoài con tim anh bệt bèo. Oh 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 okay. Oh 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 alright. Oh 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 okay. Oh 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 alright. Hey. Oh 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 okay. Oh 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 alright. Cười một tình yêu xa muôn phương. Giờ em như một cơn mơ từng đêm anh nhớ. Ta nhìn đi qua hết bao nhiêu mơ sẽ trên đời. Như yêu thêm càng nghiên kiếp khi ta một giây bên người. Vì chỉ cần một ánh nhìn mà em trao nó tới sợ. Xong đi nhưng mà sao đâu. Không phải em thích nhưng mà chơi ngông. Đây là một mã QR code thẻ xanh. Tôi xong rồi. Trong thời kỳ bình thường mới thả trôi. Không cần phải theo đường lối. Hoàng Brown chính thức giải nghệ. Người hãy quên anh đi. Space Speaker thì được thành lập vào năm 2011, chính xác là ngày 31 tháng 10 năm 2011. Những thành viên ban đầu thì bao gồm của tôi có Triple D, có Kim, Justity, Romastic, Subin và Ưu Duy Kiên. Những năm sau đó thì những thành viên tiếp theo của Space Speaker có thể kể như là Cường Seven, Mr. A, Tín Lê, Binzy. Cá tính ban đầu là hip hop. Thì cho đến nay đã trưởng thành hơn và giản dị hơn rất là nhiều. Lúc mà mới thành lập thì đa phần người đều quay theo kiểu freestyle là sẽ chỉ có cái điện thoại với cả có mấy cái máy ảnh kiểu nhỏ nhỏ ngày xưa đó, rồi tự nghĩ ra có cái gì hay thì quay thôi. Đến tận bây giờ thì trải qua nhiều năm thì mọi người đã biết đầu tư hơn về trang phục, đầu tư hơn về chất sáng, rồi hơn về ý tưởng cho đến kịch bản. Một đời cùng anh em sông pha ta chấp thế. Đó là lời giới thiệu đầy đủ nhất về Space Speaker. Space Speaker là một trong tụi... Sao chọn cái tên khó phát âm thế? Lo không gian rồi, hóa ấy. Chương trình này phát sóng thật là tình cờ vào ngày 30 tháng 10, chỉ còn một ngày nữa là tới ngày thành lập mà Tuliver, người thành lập nhóm này đã nói tới. Rhymastic, hình như em là người tham gia sớm nhất đúng không? Dạ, em và Subin thì cùng tham gia cùng lúc với nhau. Vâng, tại em và Subin ngày xưa hai anh cũng cùng một xóm lớn lên. À, cùng một xóm lớn lên. Cái đoạn video clip vừa rồi có hình ảnh tụ tập của tất cả mọi người trong đó. Đó là hình ảnh từ một sự kiện gì của nhóm vậy? Nó là cái Space Jam. Lần đầu tiên bọn em tổ chức một chương trình mà gọi là một cái trại sáng tác. Hình như anh vừa nghe thấy giai điệu của OK ở trong đó. Với anh có một điều không được OK cho lắm. Đấy là ngày hôm nay thì mọi người đã cố gắng chọn cho anh màu áo hồng, rời xa khỏi tất cả những cái hình ảnh của tất cả các show trước cuộc hẹn cuối tuần. Thì cuối cùng em lại chọn bộ đen. Anh cứ khen anh Bin nhiều mà mặt anh sẽ hồng lên ngay. Các nghệ sĩ ở dòng
pop chẳng hạn hoặc rock chẳng hạn thì họ không có một cái cộng đồng chung. Rap thì mình nghe thấy nhiều hơn, anh em rap rồi một vài cái tên tuổi khác, và Space Speakers cũng có thể là một kiểu như vậy. Tại sao lại có sự hình thành đó? Em nghĩ đơn giản như vậy, khi mà anh muốn có một bài nhạc rock xảy ra nó cần rất là nhiều nhạc công, và mọi người phải đều rất là giỏi ở những cái việc họ làm. Mình cần một drummer rất là xịn, một guitar phải là 10 năm, 5 năm, 10 năm luyện tập, vocalist nhiều năm luyện tập. Nhưng mà khi rap anh chỉ cần một người cũng có thể làm điều đó, đúng không? Anh chỉ cần hai người là hai người anh không thể làm được bài rock được. Nhưng mà với rap thì anh chỉ cần ở góc đường nào đó, anh chỉ cần một cái hộp gỗ hoặc là chỉ cần ở trong cổ họng mình thôi, chỉ cần nó rất là dễ để nó xảy ra. Nên em nghĩ đó là cái lý do chính tại sao nó lại được hình thành ở trong group. Ban đầu khởi đầu thì bọn em cũng giống chỉ đơn giản là những đứa trẻ rất là hoang mang và không biết là mình muốn gì. Nhưng mà bọn em bị hấp dẫn bởi cái dòng nhạc này, và khi mà mình có chung cái sở thích thì mình sẽ lao vào đấy tìm hiểu. Mà khi mà mình lao vào tìm hiểu mà mình có một người bạn cùng sở thích với mình, ví dụ như là em có một cái ý tưởng về lời rất là hay mà gặp anh Toliver lại là một người mà tìm hiểu rất nhiều về khía cạnh về nhạc lý, về nhạc tính của cái bài đấy, thì anh Toliver có thể hỗ trợ em cái phần em còn thiếu sót về phần âm nhạc. Nhưng mà mình cũng quay trở lại với ngày đầu tham gia, tại sao Space Speaker lại lấy đi của anh Subin? Trước khi em hát ballad thì em là một nghệ sĩ hip hop underground. Đối cá nhân em, cái quan điểm về chuyện hát ballad thì nó không bị quá bó buộc, và là mình hát hip hop underground thì mình không được hát dòng nhạc khác và ngược lại. Đối với em nghĩ chỉ nghĩ đơn giản như vậy thôi. Mình có một cái chất giọng, mình có thể thể hiện được nhiều dòng nhạc thì đấy là một cái lợi thế của mình. Em tham gia vào Space Speaker ấy, thì nó là một cái điều cực kỳ may mắn đối với em, và nó làm thay đổi hoàn toàn cái mindset tư duy về âm nhạc. Không chỉ em mà có rất nhiều anh em khác trong Space Speakers đã dành rất nhiều thời gian trong cái sự nghiệp cũng như là cái tuổi trẻ của mình để cống hiến, nhất là trong mảng hip hop và từ ngày xưa là underground nữa. Là bọn em là một nhóm, nó không đặc thù là như kiểu là một nhóm nhạc bình thường, mà bọn em là một tổ hợp của những màu sắc khác nhau và những cái cá tính âm nhạc khác nhau. Thế là bọn em muốn chứng minh là bất kỳ những dòng nhạc nào bọn em cũng có thể mó tay vào được, và bọn em làm hết mình với nó, và khán giả có thể thấy được là Space Speakers là một tổ chức em nghĩ là hiếm ở Việt Nam. Nào bây giờ hãy nói về sự thay đổi với cả BNG thì sao? Dù sao nói thế thôi chứ cũng là đàn em ở đây. Nếu mà gọi là trong bang hội ngày xưa thì em mới vào thì là quét hậu bối. Lúc em chưa về Việt Nam á, thì em nghe âm nhạc của Space Speaker lúc đó nó đã thời thượng quá rồi. Em là người hâm mộ thôi. Trước đó những nhạc của em nó rất là sướt mướt, rất là thê thảm. Em không dám nghe nhạc của em 5 năm, 6 năm trước. Đến khi em làm việc với anh Toliver thì anh biết được những cái nhịp nào làm cho người ta nhún nhảy. Những cái beat nhạc anh Tour gửi cho em nó là cái thế giới hoàn toàn khác với em. Mà em chưa bao giờ tới đó hết. Em làm được trên cái beat đó và nó mở ra cho em cái thế giới khác ở trong cái kỹ năng âm nhạc của em. Thì em hy vọng em đang làm tốt. Một nhóm hoạt động với nhau, nói thôi phải có những cái nguyên tắc để mà mọi người có thể tồn tại và cùng phát triển ở trong cái nhóm đó. Nguyên tắc hoạt động là tin tưởng vào sự sáng suốt của anh Toliver. Và nguyên tắc số 2 thì phải xem lại cái nguyên tắc số 1 đúng không? Thế thì đôi khi vấn đề có xảy ra không? Ngày xưa là anh Ram là cực kỳ thích cãi anh Hoàng. Anh Hoàng hay gọi anh Ram là giáo sư. Hay cãi. Tại vì là có rất là nhiều những cái vấn đề xung quanh bất đồng ấy, thì là anh Ram luôn luôn là cái người phản bác lại cái vấn đề đấy. Thì là cái cuộc chiến nó sẽ nổ ra. Cuộc chiến căng nhất sẽ xảy ra như thế nào của Ram? Em thì được cái là mặc dù là em hay cãi nhưng mà em cũng rất là ba phải, mà em biết cách gọi là lươn để cho nó về đúng hướng. Nên là em dẻo mỏ nên em yên tâm. Ví dụ như là Subin cái thứ ngày xưa thì không dẻo mỏ thì em nên là hay cãi nhau, hay bị đuổi khỏi nhà, đúng không? Hay bị đuổi, đúng không? Bốn người con giá phả, trông kiểu giá phả, trông giống mấy băng ở Nhật quá, đúng không? Giá phả quá. Người trong giang hồ, người trong ao hồ. Một số hình ảnh mà có lẽ là do Toliver biên soạn bằng khả năng chỉnh ảnh của mình nữa. Toliver và Binzy. Hình như Binzy ấy, mọi người không phải thay đổi quá nhiều để có được Binzy như kia đúng không?
Vâng, thưa quý vị, còn bây giờ chúng ta sẽ thay đổi không khí một chút để chúng ta thấy được rằng thời gian đã thay đổi như thế nào. Ôi, chết rồi. Thôi xong rồi. Nào bây giờ những nhà sản xuất của Space Speaker có thể không pau ở chỗ này đâu ạ, có thể chuyển sang cảnh khác đâu. Mặc dù em chơi với Subin từ rất nhỏ rồi nhưng em chưa bao giờ nhìn được thấy cái góc cạnh này. Còn nhỏ tuổi mà nhìn ánh mắt của Subin mà cảm thấy em ấy đã phải trải qua rất là nhiều chuyện mà khiến cho ánh mắt của em ấy rất buồn mà đánh đàn như thế. Anh nhìn ánh mắt của em ấy. Ánh mắt này chắc chắn là một người bình thường không thể nào mà có được anh ạ. Ok, hôm nay em sẽ ghim chương trình hẹn cuối tuần. Subin, năm bao nhiêu tuổi đấy em? Em nhớ là khoảng tầm lớp 1, lớp 2 là tầm 6-7 tuổi. 6-7 tuổi em đã có thể chơi đàn bầu như thế này. Tức là vẫn diễn nhá. Em nghĩ là có diễn nhưng mà em nghĩ cái hồn là thật. Dạ. Cái nỗi buồn trong đôi mắt là thật. Đàn bầu có thể là một chất liệu nào để em nghĩ tới trong tương lai. Nào em nghĩ tới mình cần một cái nhạc cụ nào đấy đặc biệt hơn một chút cho cái bài hát này của mình. Đàn bầu chẳng hạn. Có thể chứ đúng không? Chắc chắn luôn. Thế thì bây giờ cả hai mình sẽ kiểm tra xem là Subin có thể làm được điều đó hay không. Đúng không? Thử một đoạn xem như nào. Xin mời. Nhạc cụ sẽ vào trường quay và chúng ta sẽ cùng xem nhân vật chính của cuộc hẹn cuối tuần thể hiện với đàn bầu như thế nào. Xin mời. Thực ra là rất là lâu rồi thì em không sờ đến cây đàn bầu. Trình độ thì nó có giảm sút, nó không được như ngày xưa nữa. Nhưng mà thần thái vẫn còn là được. Thần thái có thể vẫn còn nhưng mà nếu như mà có đánh sai thì hy vọng là mọi người sẽ bỏ qua. Quan trọng là ánh mắt em ạ. Ra có hai bài mà em còn nhớ. Thì là em sẽ đánh qua một bài dân ca. Ánh mắt em phải nhớ ánh mắt. Được không? Có một bài nào đấy mà bài hit của em chẳng hạn? Bài hit của em có bài này ạ. Ok được. Dễ lắm, đơn giản lắm, dễ nhớ lắm ạ. Bài hit này không phải của em mà của tất cả mọi người. Em mà ở đây em có thể chơi được OK của Binzy thì nói chung là nó là nhất luôn. Mọi người đã hài lòng chưa? Em nghĩ là cũng tôi cũng tạm được đúng không? Một lát nữa còn có tất cả mọi người ở trong những cái đoạn thần thái khác thì sao? Đó luôn là một điều bất ngờ của cuộc hẹn cuối tuần. Rhymastic, em có nhớ cái sự khởi đầu của em với âm nhạc không? Hồi em còn bé mà sang nhà Subin để xin chơi đồ chơi, nó mài tập đàn là em còn bị đuổi ra ngoài. Nên là em chả biết gì cả. Không học lóm được cái gì cả. Thế tức là thời điểm mà Subin biểu diễn bản kinh điển vừa rồi thì em đang làm gì vào thời điểm đó cách đây 20 năm? Em chắc là lúc đấy đang chơi bắn bi ngoài đường. Và điều gì đã dẫn em tới âm nhạc? Em nghĩ là điều dẫn em tới âm nhạc đấy là cái cảm xúc mà nó mang lại cho em. Khi mà em nghe những bản nhạc rap, nhạc hip hop hồi đấy ở trên MTV hay là VH1 này nọ. Em nghe nhạc hip hop này. Chính hắn. Thời đó đây đúng không? Đây là chính là thời đó đây đúng không? Vâng. Thời này thì cậu này đang nghe nhạc gì? Nhạc Việt, nhạc rap Việt.
hồi xưa của các anh đi trước như là Eddie Việt hay là Cá Chép. Nhạc hồi đấy cũng là âm nhạc trong underground thôi. Cũng đã là hơi khác thường rồi đấy nhá. Đúng rồi anh ạ. Và đó là niềm cảm hứng ban đầu. Vâng, và em cảm thấy là em chưa bao giờ làm cái gì trong đời mà nó lại trào dâng cái cảm xúc nhiều đến thế. Và đã rất là nhiều lần em khóc khi mà nghe một bài hát mà hồi đấy em lại đang rất là thích một cô bạn cấp 2 mà anh biết mà cuối cùng câu chuyện nó cũng sẽ đi đến đấy. Một thằng trẻ con thất tình và chưa bao giờ em có được một cái cảm xúc nó mãnh liệt như thế trong đời. Chỉ sau khoảng một vài năm thôi thì em nghe nhạc càng ngày càng nhiều. Em chả có gì ngoài âm nhạc. Em cảm thấy là mình cũng muốn làm được những điều mà họ làm. Và em tiến dần đến với âm nhạc theo kiểu như vậy. Và anh cũng thích câu chuyện thất tình của em nữa. Bởi vì anh sẽ chuyển ra hỏi Binzy. Em thì hơi khác với Subin. Em không biết là mình yêu âm nhạc từ lúc mình còn nhỏ đâu. Mình vừa mới lớn mà mọi thứ nó rất là mơ hồ. Em chỉ biết một điều là em rất là yêu nghệ thuật. Cái mũi nhọn nó đang chưa quay về âm nhạc đâu. Nó chỉ là nghệ thuật rất là chung thôi. Em học về tranh, em học về thiết kế, em học tất cả những gì liên quan đến nghệ thuật em có thể học được. Khi mà rap vừa bắt đầu xuất hiện ở Việt Nam thì đa số đều là những anh em ở Hà Nội và Hải Phòng thường là người phất cờ cho nó trước. Khi mà em nghe như vậy em nghĩ là mình không làm được đâu, tại vì giọng em không phải là giọng Hà Nội. Nhưng mà khi em nghe anh Cá Chép thì em mới cảm thấy là ok, cái giọng này nghe trên cái nền nhạc này nó cũng không tệ lắm, mà thậm chí nó còn rất hay nữa. Thì lúc em mới bắt đầu, lúc đó nó rất là trước mắt mình, nó rất là mù mờ. Em biết chắc là nó chả mang lại được gì cho mình hết, mà em cũng không hối hận là em chưa bao giờ em dừng lại hết. Mình biết chắc là nó không mang lại gì cho mình, nhưng mà mình vẫn đi theo nó. Và đến giờ thì em ở đây, em rất là vinh hạnh được ngồi đây. Và em nghĩ mình đã làm được cái điều gì đó trong cái tuổi trẻ của mình. Nghe lại những câu chuyện lúc ban đầu luôn luôn để lại nhiều bài học đúng không? Và Subin hình như vẫn chưa thoát khỏi cái không khí của đàn bầu nãy giờ. Bạn rất là suy tư, vẫn đang nghĩ lại cái thời điểm ban đầu của mình. Nó hơi ám ảnh một chút. Thực sự ánh mắt của em rất là ám ảnh. Nhưng mà anh xin phép được giới thiệu về một sản phẩm mới đây nhất của Subin mà kết hợp rất là nhiều loại nhạc cụ và nhạc công khác nhau. Đã. Trong một bản nhạc của mình, em có thể giới thiệu với khán giả được không? Em cũng ra mắt một cái EP âm nhạc gồm có 3 bài hát là Trò Chơi, Blackjack và Tháng 5 và cuối năm 2020. Thì đầu năm 2021 thì em có ra mắt một cái phiên bản gọi là mashup cả 3 cái sản phẩm đó lại. Đó chính là bản mashup The Player. The Player. Đã. Và sân khấu bây giờ thuộc về em sau khi nó đã thuộc về OK của Binzy. Nào xin mời Subin với The Player. Chúng ta vừa nghe The Player của Subin phối hợp cùng với band Màu Nước. Và chúng tôi phải nói rằng là nghe ở trường quay này là một không khí hoàn toàn khác. Thật là tuyệt vời. The Player. Nhưng đấy là một lời chứng minh cả cho những người thân của chính mình. Đã. Rằng đây, con có thể hát, con có thể theo đuổi dòng nhạc. Có điều đó không, Subin? Đến ngày hôm nay thì em có thể tự tin ngồi đây và đứng trước máy quay cũng như là tất cả mọi người đang xem truyền hình, và trong đó có cả bố mẹ em nữa cũng chắc chắn cũng đang xem chương trình, thì em có thể nói là cuối cùng thì con cũng đạt được một chút gọi là thành tựu trong cái sự nghiệp của mình. Và con tin là những cái gì mà con đang làm bây giờ sẽ khiến cho bố mẹ cũng như là cả gia đình mình sẽ cảm thấy tự hào về những gì mà con đã làm được. Không chỉ là những cái gì mà đã từng làm, mà tiếp đến tương lai sẽ còn những cái bùng nổ hơn. Và hãy tin vào con. Bây giờ là câu chuyện mà chúng ta tiếp nối chủ đề giang dở lúc nãy. Đó là sự ủng hộ của gia đình, của mọi người. Bây giờ người lớn tuổi cũng có thể nghêu nga một đoạn của Denvo. Kiểu như vậy. Anh hỏi câu hỏi tại sao dành cho Binzy được không? Cái mục tiêu của những anh em của em biết ở trong nhạc rap có nhiều người rất là trái ngược nhau. Ví dụ như có hai người luthier, người ta làm đàn guitar, một người người ta làm một cái đàn rất là xa xỉ để cho khi mà ai có được nó thì người ta sẽ trân trọng nó. Nhưng mà một người muốn làm cái guitar bằng cách rẻ nhất, những cái vật liệu rẻ nhất để ai cũng có được cây đàn. Thì cái cách của em, well, có thể là hơi nghiêng về phần thứ hai, em muốn càng nhiều người tiếp cận được nó càng tốt. Em nghĩ nó sẽ được gần gũi hơn với mọi người. Thay vì mình giữ nó ở dưới lòng đất, thay vì mình giữ nó là những cái gì rất là xa lạ với người khác mà nó rất là khó gần với người khác. Em nghĩ càng ngày càng nhiều bạn nghệ sĩ, những cái bạn xuất phát cùng với em, họ nhận ra điều đó và họ càng làm cho cái ngôn từ của họ nó thân thiện hơn. Chính vì vậy nên cái âm nhạc cũng gần với mọi người hơn. Thì em nghĩ nó là công sức của cả cộng đồng.
Trong một cuộc phỏng vấn em có trả lời rằng em đã loại bỏ rất nhiều kỹ thuật để cho nhạc rap gần hơn. Chính xác anh. Có đúng không? Chính xác. Ví dụ như ngay từ lúc đầu nếu mà em ở trong phòng thu em xác định em làm bài nhạc này để cho rapper nghe, em nghĩ là anh sẽ không cảm được nó. Thì trong những cái giai đoạn đó, cái mục tiêu của mình nó khác. Thì em trải qua rất là nhiều năm mình đạt được tiến bộ của mình ở trong âm nhạc, nhưng mà đến cuối cùng, đến giờ em nghĩ nó rất là đơn giản thôi. Nó là làm sao để nó chạm được tới càng nhiều người thì em sẽ càng hãnh diện với mình. Anh nghĩ là anh rất là thích cái triết lý này, đến gần được hơn với khán giả. Cái điều em muốn làm bây giờ là để cho cậu của em nghe được, biết được là em đang làm gì, bà ngoại của em nghe được là em đang nói cái gì trong bài nhạc, và mẹ của em biết được là em đang hát cái gì. Được sự ủng hộ của gia đình, có lẽ anh không cần phải đặt câu hỏi nữa. Đó là Binzy. Clip mà bây giờ mọi người sẽ xem lại ngay sau đây. Màn song ca rất là đặc biệt của Binzy và mẹ. Vô mà. Người hãy quên em đi và đừng yêu em nữa. Nếu anh không còn gì để vương vấn, người hãy quên em đi và đừng chờ mong chi nữa. Nếu thương gì cho lòng thêm xót xa, vì tình yêu này sẽ chết lâu hết. Ui, mẹ anh hát hay thế. Mẹ hát hay quá. Tình yêu như làn gió thoáng qua thế. Ok, để con. Bác Lan, nếu như bác đang ngồi trước TV thì con xin nói một lời là bác hát đoạn vừa rồi rất là chất. Mẹ em có phải là một người theo nghệ thuật không? Dạ không ạ, mẹ em chỉ thích hát thôi. Chỉ thích hát thôi. Mẹ em sáng nào cũng luyện thanh hết nhưng mà không có hát ở đâu hết. Thích đi hát với bạn bè, lâu lâu ngồi chơi thì hát được thôi. Trong cái đoạn vừa rồi thì đoạn sau cũng rất là hay khi mà cậu con trai góp giọng vào. Nhưng mà ngày hôm nay thì cậu con trai lại ngồi ở đây. Chương trình cuộc hẹn cuối tuần đàn bầu còn có thì đàn guitar đương nhiên là phải có rồi. Và Binzy sẽ là người tiếp nối để như một món quà tặng mẹ, những người phụ huynh luôn luôn ủng hộ con cái mình. Đoạn này là của Binzy, số Bin dành cho các vị phụ huynh. Sẵn sàng chưa ạ? Người hãy quên em đi. Người hãy quên em đi và đừng yêu em nữa. Nếu anh không còn gì để vương vấn, người hãy quên em đi, đừng chờ mong chi nữa. Tiếc thương gì cho lòng thêm xót xa, vì tình yêu này sẽ chẳng lâu bền. Phải coi như mình kết thúc êm đềm, tình yêu như làn gió thoáng qua thế. Hãy quên em đi. Ý em là gì? Là gì? Yêu em mất ngu si, nhưng anh chưa phải người mất trí. Còn nhớ em hay không? Điều đó không quan trọng. Em buông câu chia tay, hôm nay chẳng cần phải suy nghĩ. Thật sự anh không muốn nhớ ký ức về em. Càng quên sao nỗi nhớ cứ kéo dài thêm. Đừng để cho anh phải hát mãi khúc ca buồn. Nhưng mà có một cái này cũng rất là hay này. Đấy là cái việc những người hát nhạc rap mà nghĩ ra lời. Đó là một trong những điều thú vị nhất của công việc này. Nghe nói một điều rằng Rhymastic là một trong những người viết lời tốt nhất trong làng nhạc rap bây giờ. Binzy, có đúng vậy không? Em nghĩ là còn thiếu. Em nghĩ toàn diện nhất, có thể là mình nói về mọi mặt chung về âm nhạc so với đồng nghiệp của em. Em không so sánh với mấy anh em trong màu nước. Em nói là rapper riêng thì em nghĩ từ khả năng sản xuất cho tới kiến thức âm nhạc, cho tới những cái gì đằng sau phòng thu, từ những sợi dây điện cho đến những cái hòa âm, cho tới những cái nốt nhạc và từ ngữ vần, thì em nghĩ ở thời điểm này chưa ai vượt qua Thiện được. Và khi đã nói tới đây rồi thì em chỉ còn việc chứng tỏ điều đó với cả khán giả nữa mà thôi. Cuộc hẹn cuối tuần thì có hai từ khóa, đấy là bình thường và cuộc hẹn cuối tuần. Và em có vài phút để cho khán giả được thấy sáng tạo của em trong phần gọi là viết lời. Nói chung là bình thường thì em không giỏi freestyle nữa. Như cách đây 4-5 năm thì em sẽ sẵn sàng freestyle được ngay tại chỗ. Bây giờ em sẽ cần một vài phút để em định hình okay. Tất cả những cái phần. Thử. Em có cần beat của ban nhạc hay không? Beat cũng được ạ. Cho em xin một cái beat thật chậm nữa. Tempo khoảng tầm 70-80, 70-75 đi. Cho nó
Yo, Space Boy đến với cuộc hẹn cuối tuần. Từ hoàn lại. Ok. Biết được bây giờ ok rồi đúng không? Ok. Yeah. Space hey. Boy đến với cuộc hẹn cuối tuần. Hey. And lại. Ok. Lại nha. Yeah. Space Boy đến với cuộc hẹn cuối tuần. Hey. Nhạc lên, đèn xuống, duỗi chân để được nguôi dần những lo lắng của tuổi xuân, và tâm hồn sẽ rộn ràng hơn gấp bội phần. Hey. Như được cởi trần giữa trời thu Hà Nội, như lên sóng truyền hình mà ngồi đủ cả đội. Oh, như là tìm được yên bình sau những tả tơi. Hey. Xả hơi khi thành công đã trả lời. Trả lời trong thời kỳ bình thường mới. Không cần phải chen chúc, không cần bước vội, cứ ngồi nhâm nhi cùng anh em thế là được rồi. Yeah. Một chương trình ghi hình có thể dành nửa tiếng cho Remastic để làm điều đó, nhưng trong trường quay ngày hôm nay chỉ có một vài phút và lời lẽ cứ thế tuôn ra, thì đó là một lời thán phục của tôi. Ngày hôm nay có mặt trong trường quay là những người mà sáng tạo âm nhạc được giới trẻ mến mộ nhất. Cuộc hẹn cuối tuần cũng mong muốn hướng tới đối tượng khán giả đó. Những tháng không bình thường vừa rồi vẫn có nhạc rap, nhưng là nhạc rap từ các diva, nhạc rap từ Divo, và nhạc rap kể cả một người dẫn chương trình cũng phải cố gắng tập tuệ rap. Và đó là người mà hồi hộp nhất, Hoàng Gia Nâu sẽ xuất hiện trong chương trình ngày hôm nay. Thực ra là Hoàng Brown, rapper của cuộc hẹn cuối tuần, và anh ấy đã chuẩn bị rất nhiều cho cuộc hẹn ngày hôm nay. Thế trước khi đến đây cậu đã tìm hiểu kỹ chưa? Rất kỹ rồi. Đủ tự tin chưa? Cực kỳ tự tin. Chị cứ làm cho em đi. Phải làm thì mọi người nhìn em mới thấy khoái, mới chảy nước miếng. Đã hỏi ý kiến người thân chưa? Bố mẹ em cũng khóc suốt đấy, cũng can đừng làm, nhưng mà em quyết rồi, phải làm. Phải làm thì đời mới nể, ra đường nó mới oai. Wow. Ok, chúng mình ký kết luôn. Chiến. Chị đã xong đâu? Ôi lần đầu của tôi. Em ít thịt chị ơi. Đau quá à. Thôi em xin em. Mà em dừng. Em sắp đi nhưng mà sao đâu. Không phải em thích nhưng mà chơi không. Em biết rap không thể hơn anh, nên make vào một chút cho người ta gọi tên em. Big tattoo boy, big tattoo boy. Make color man, make color man. Vâng thưa quý vị, đó là rapper Hoàng Brown của cuộc hẹn cuối tuần. Biết gì em thấy không? Ảnh hưởng của em rất là lớn. Rất là cố gắng để đi có một hình xăm ở trên da và có mặt ở đây cho nó ngầu để tiếp đón các đàn anh. Tình hình thế nào rồi em? Em có kết thúc được không? Cuộc chơi nó dừng ở một nửa. Và cũng phải nói luôn là xin phép hôm nay cũng là ngày mà Hoàng Brown chính thức giải nghệ. Bởi vì khi chọc những cái mũi kim xăm đầu tiên lên da, tôi mới nhận thấy rằng đây không phải là tôi nữa. Đây. Có thể nói đây là một câu thần chú của khá nhiều thanh niên khi ra đường nếu mà gặp phải va chạm. Nghĩ rằng là khi mà mình đọc cái câu này ra thì mình có sức mạnh lấn át người khác. Tôi nghĩ rằng mình cũng có thể làm điều đấy. Để mà nói được câu đấy em phải chịu được đau. À đúng, vì sao? Thực ra có rất nhiều lý do để một người quyết định đi xăm. Dĩ nhiên là không phải ai cũng theo cái kiểu là azure với cả dọa đời như tôi rồi. Có rất nhiều người tìm thấy cái ý nghĩa của trong việc xăm này. Đôi khi mỗi hình lại là một trang nhật ký về kỷ niệm. Nói đến đây, tôi biết rằng ở đây cả ba anh đều có những hình xăm. Và tôi rất muốn nghe câu chuyện của nó. Nào xin mời quay phim hãy cho chúng tôi xem hình xăm vậy. Bắt đầu từ Ramastic. Tại vì mọi người cũng biết là mỗi một cái hình xăm mà nó thường đi kèm đấy là những cái khoảng thời gian rất là đau đớn. Mà hình xăm càng to thì tức là cái thời gian phải cắt răng chịu đựng và mình gọi là thấm nhuần cùng với cả nỗi đau nó càng lớn. Thế bạn có bao nhiêu nỗi đau? À đây em có hình xăm tay. Đây là nỗi đau nhỏ nhất. Đây là nỗi đau nhỏ nhất rồi. Cái ý nghĩa của cái nỗi đau này là gì? Đây là hình con ma bư. À trong truyện Son Goku. Vâng đúng rồi ạ. À con ma bư này nó ăn được tất cả các thứ.
nó ăn hết. Và Mabu này cũng là biệt danh của con trai em. Rất ý nghĩa, có nghĩa là gắn với con trai bạn. Vâng. Đúng không ạ? Một hình chibi rất đáng yêu. Một hình chibi rất đáng yêu. Nào. Người tôi tin là có nhiều hình xăm nhất ở đây. Binzy, bạn có tổng cộng bao nhiêu hình xăm? Không đếm được đâu. Thực đến năm 17 tuổi là hết đếm được rồi. Hết đếm được rồi. Hình xăm nào ý nghĩa nhất với bạn? Đối với quan điểm của Bin nha, của em. Em nghĩ nó không nhất thiết phải có ý nghĩa. Nó như một cái áo mình chọn. Nếu mà mình đủ tự tin để mình mặc nó suốt đời hoặc là có thể là trong mấy chục năm thì ok mình chọn nó. Thực sự trên người của em toàn là chăm thôi. Thì là những họa sĩ thần tượng của mình thôi, nó không cần phải có ý nghĩa gì hết. Tôi hy vọng là bạn sẽ còn đủ diện tích để cho phần còn lại. Còn nhiều bức tranh. Còn nhiều bức tranh nữa. Có ai ở đây xăm tên người yêu cũ không? Tôi nói thẳng luôn. Đấy không phải là một chủ đề để có thể đặt lên ra được đúng không? Nếu mà nói về cái ý nghĩa của hình xăm mang một ý nghĩa kỷ niệm ấy, thì thực sự tôi lại phải xin phép khoe lần nữa. Đây. Đây là hình xăm thứ hai. Hình xăm này là rất may là tôi đã kịp hoàn thành vì nó bé. Đây là một mã QR code thẻ xanh. Có điện thoại đó. Cái này mang thông tin cá nhân, tôi xin phép. Rõ ràng là 2 năm Covid vừa rồi vốn thực sự nó đã là một hình xăm trong cuộc sống của mỗi chúng ta rồi. Vì thế nên không ít người đã chọn cái cách là mãi mãi nhớ về nó khi nhìn vào cơ thể mình. Đó là lý do mà vì sao việc xăm những hình y bác sĩ như thế này cũng trở thành một trào lưu tại nhiều quốc gia. Hoặc là một cách khác, để nhắc về thời kỳ này thì hình ảnh của những chiếc khẩu trang rất đơn giản thôi nhưng nó lại có ý nghĩa, nó gắn liền với cuộc sống. Hoặc là cụ thể hơn nữa đi, đó là xăm cả những cái hành động quen thuộc trong đại dịch như là rửa tay vào cầu nguyện. Một số người thì hóm hình, xăm cả hình con Covid-19 lên người nữa. Vâng, nhưng mà khi mà tôi nhìn thấy những cái hình virus corona được xăm lên người thì tôi lại đọc lại cái truyền thuyết của người Việt về hình xăm. Thì nó khá thú vị, đó là xăm nó vốn là một cái tục lệ khá là cổ xưa của ngư dân Việt Nam. Khi mà phải vẽ chính những cái hình thủy quái lên cơ thể để có thể an toàn khi mà ở dưới nước. Nhưng mà dĩ nhiên rồi, giờ có xăm kín người hình corona thì chúng nào cũng không tha cho ta đúng không ạ? Tôi chỉ thắc mắc là đã bao giờ ở đây Binzy, Rhymastic hay là Subin có cảm thấy hối tiếc và muốn xóa đi một trong những hình xăm nào đó hay chưa? Tôi chỉ ví dụ nhé, bây giờ tôi chỉ ví dụ này. Về mặt thẩm mỹ thôi, đây là Subin của thời hiện tại. Đó, tôi chỉ tưởng tượng thôi, ví dụ đây là Subin của thời hiện tại. Một chàng trai 6 múi với một hình xăm chú hổ cực kỳ oai phong. Điều quan trọng là 6 múi chứ đó, không phải đó 6 múi. Nhưng mà đó là của hiện tại. 30 năm nữa. Hãy cho tôi hình ảnh 10 năm nữa. Ôi trời ơi, đây là 3 năm nữa. Vẫn là chú hổ đó thôi. Chắc là cũng mới in lại màu. Nhưng mà đó, nó cũng tăng cân y hệt là cậu chủ. Còn bầu luôn đấy, còn hai bỗng trở thành một chú hổ rất là đáng yêu, ngộ nghĩnh. Đúng không ạ? Đó là lý do tôi muốn hỏi các bạn đã bao giờ hối hận về một hình xăm hay chưa? Bản thân mình nghĩ khi mà mình đã quyết định mình đặt cái hình xăm lên người, đặc biệt là những chỗ mà mọi người ai cũng thấy được, thì dĩ nhiên mình tự gạch tên mình ra khỏi một số cái ngành nghề. Sau này nếu mà mình muốn quay ngược lại để mình làm công việc mà mình yêu thích, nhưng mà cái hình xăm nó chắc chắn nó sẽ là cái thứ cản trở mình khỏi cái công việc đó, thì có thể đó là lúc mình sẽ hối hận. Còn với những người mà họ biết rõ họ sẽ làm gì với cuộc đời của họ và họ quyết tâm họ làm điều đó và cái hình xăm nó không có ảnh hưởng đến việc đó, thì mình nghĩ sẽ không cần hối hận. Thế mới nói rằng là bản lĩnh thì hãy đi xăm. Đúng không? Lưỡng lự thì đừng đi xăm. Một hình xăm dù nhỏ thì bạn cũng phải suy nghĩ rất kỹ trước khi đặt kim. Vì nếu muốn thay đổi thì hoặc là phải xăm vết to hơn đè lên vết cũ, hoặc là chấp nhận một vết sẹo. Chúng ta chỉ có hai lựa chọn đấy thôi. Nó giống như là một quyết định tưởng nhỏ nhưng mà lại ảnh hưởng đến cả cuộc đời. Còn cá nhân tôi thì rất may thôi. Đây chỉ là mực vẽ. Đây là chỉ mực vẽ, nó 3 ngày nữa là nó bay hết đấy mà. Chứ ra đường mà khoe cái câu này là tôi cũng hơi sợ là mình không về nhà được lành lặn. Tôi sợ là nhiều người điều tệ nhất là xăm câu đấy ở trong đầu rồi. Và mỗi lần là không cần thiết thì họ lại nói câu đấy ra và họ trở nên nổi tiếng. Nên tôi cũng chọn giải pháp an toàn thôi. Ngày hôm nay tôi cũng đã chuẩn bị chương trình sẵn rồi. Anh cũng xăm à? Tôi xăm tên bài hát mà tôi yêu thích. Và tôi mong muốn được nghe ngay bây giờ trong chương trình cuộc hẹn cuối tuần Yêu Năm với Rhymastic. Cháu ở trong nhà là nghe suốt ngày trong mỗi quãng mùa hè cách đây khoảng 2 năm nếu anh không nhầm. Và cuối cùng là mình thích nghe bài đấy và hôm nay sẽ nghe lại bài đó ở trên sân khấu cuộc hẹn cuối tuần. Ok, cho em gửi lời cảm ơn đến cháu anh.
Và bây giờ sẽ là Yêu Năm với Rhymastic trên sân khấu của Hẹn Cuối Tuần. Một bản phối sẽ rất là đặc biệt đây. Trong veo cùng hòa làm trăng sao, chiều dắt được tim bên nhau để cả bài yêu thương dâng trào. Và ta xin biến đổi cả dương tiên nắng để lấy chút hơi ấm của em. Xin đổi đi hết tiền bạc danh tiếng những thứ hàng trăm người thèm. Bởi cả ngàn điều phù phiếm đâu bằng một thoáng môi mềm. Vì đời này sẽ mang đầy nỗi tiếc nếu không còn nàng ở bên. Nhìn em ta mới thêm yêu từng khoảnh khắc, mang hết tương tư giấu và theo từng bản nhạc. Để mai này tình nở những muôn hoa không tàn sắc, lưu giữ mãi nơi này một câu chuyện ngàn năm. Nhẹ nhàng âu yếm giữa chốn mơ, cùng tìm kiếm bao ý thơ để đắm say trong tiếng nhạc du dương, gọi hồn xa theo bước ta ngẩn ngơ, dù ngàn kiếp ta vẫn chờ, chỉ cần có phút giây để trao yêu thương. This baby's always you, oh, baby's always. Quá dễ! Em xứng đáng là nhân vật chính của ngày hôm nay đấy. Kính chào quý vị, chúng ta cùng trở lại với Cuộc Hẹn Cuối Tuần. Chương trình của chúng ta diễn ra vào cuối tháng 10 cùng với hai ngày rất là đặc biệt. Và ngày hôm nay khi biết được Space Speaker thành lập đúng vào ngày 31 tháng 10 thì không hiểu đây có phải là một sự thành lập hư cấu, là Tuliver nghĩ ra ngày đó hay không, hay là tại sao mà Google Underground lại thành lập vào ngày Halloween.
Nhưng mà chắc là trong một năm quá nhiều sự kiện thì Halloween nó không phải là ngày gì đấy. Đang nói đến Halloween thì ma xuất hiện. Huyền Trang cuối tuần, ngày cuối tuần chắc quý vị nhận ra và ngày hôm nay trở thành ma của Halloween. Không, thực ra em không phải là ma, mà em đến đây để có một nhiệm vụ. Và nhiệm vụ xin phép bắt đầu. Em nghe người ta nói anh đã vào showbiz. Với TV 3 chiều gì anh cũng đã biết. Nhìn thấy ba chồng make it on the way from underground. Cuộc hành trình ai cũng mạnh khiến bao nhiêu em phải làm sao. Rhyme and stick, thành punchline, nick là thiết âm thanh. Bọn mày mà được su, bên thực sự không có được anh. Vì nhân thần, vì kim cương nên có nhiều châu báu. Còn Quốc Khánh, hot show, không cần giới thiệu đâu. Thương back show, anh em bên nhau trò chuyện. Và có những moment, enjoy game để hiểu về nhau. Và anh sẽ thấy mình vui dần. Sẽ good job, amazing, nếu như đội nào thắng. Đội nào thua sẽ chịu phạt, nhưng cũng đừng lo lắng. VMG Box thăm mình đưa gợi ý rồi đoán từ. Toàn thi sĩ giáo sư hoàng tử, thôi đừng có chần chừ. Đứng vòng tròn từ khóa trong tay, đồng đội sẽ là người đối diện. Bên về cùng Quốc Khánh, dù bên thì sẽ được về với thiện. Với thời lượng 3 phút trời thôi, đội thắng là đội hơn từ. Quyết tâm cao ta đâu xem sao, nào cũng đứng dậy để chơi nào. Wow, chúng ta để chơi nào rồi. Quả ngày hôm nay em đã phải rất cố gắng để hòa nhịp vào bữa tiệc bày rap của chúng ta. Và bây giờ ngoài rap ra thì giống như luật chơi mà Mụt Tạt cũng đã thể hiện trong luật rap của mình. Xin mời hai đội chơi. Xin hỏi hai đội chơi đã sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng. Let's go. Hai từ, từ đầu tiên này. Đào. Từ thứ hai này. Từ đồng nghĩa với từ bằng. Bằng á? Đồng nghĩa với bằng, đồng nghĩa với bằng. Đồng nghĩa với bằng. Một vùng đất cao. Cao nguyên. Cao nguyên chính xác. Wow. Tên của một cái vùng mà nó lớn hơn cả quốc gia nữa. Lục địa. Châu lục. Một chữ đầu, đúng chữ đầu. À. Chữ hai là khu vực của mình. À, châu Á. Tiếp theo. Nhanh nào, nhanh nào, thời gian đang trôi qua. Kình địch của Batman nhưng mà bị Batman hạ gục bằng một viên đá xanh. Wow. Viên đá xanh cho cờ. Thằng này mạnh nhất DC luôn. Mạnh nhất DC. Mạnh hơn bất kỳ một ai. Mạnh bất nhất. Tử. Hai ông có cùng xem phim không? 5, 4, 3, 2. Và trên người có một chữ. Green Lantern. Không, trên người có một chữ rất là to ở trước ngực. Màu đỏ. Mà cái thằng nào anh Superman. Nhưng mà tên tiếng Việt là gì? Siêu nhân. Quá dễ. Let's go. Gì ạ? Vợ của anh Tulliver. Ồ, tiên, tóc tiên. Wow, dễ quá. Ba đều. Cái gì mà hay kẹp vào bánh mì? Xúc xích. Một việc làm mà một trạng thái, một việc làm mà một người chuyên nghiệp luôn luôn phải tuân thủ trong một cái lịch trình. Quy tắc. Không phải. Và em luôn luôn phải. Em luôn luôn phải khi mà có mốc thời gian thì em luôn luôn phải sao nếu em chuyên nghiệp. Đúng giờ. Chính xác. Một câu slogan của giới chúng ta. Một câu slogan, nó gồm có 3 chữ. 20 giây. Câu đấy vừa mới ở trên bảng, trên cái bảng ở Trang Tiên. Bảng ở Trang Tiên nhá. Bảng ở Trang Tiên. 9. Chúc mừng sinh nhật. Hip Hop Never Die. Yeah. Ôi, tên, à. Tên thật của em họ, tên 2. Trước xong rồi họ sau. Tên 1. Trước xong rồi họ sau, Trung Đan. Đó là tên em trước,
xong rồi họ. Nếu ngược lại nào. 5, 5, 5, 5 4, 4, 4, 3, 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 1 2 này 2 3 này 3 4 này 4 5 này 5 6 này. Yeah. Mình làm tốt. Anh biết rồi, em đang luôn cố gắng, mình phải cố gắng. Và một lần nữa xin được công bố đội thắng cuộc, đó là Ramastic và Subi. Cảm ơn tất cả những khách mời chúng ta rất nhiều khi mà tham gia phần chơi này. Xin phép các anh em. À, tôi ấn tượng nhất là từ khóa châu Á. Trang đã đến và đã đi rất là ấn tượng, để lại cho chúng ta nhiều giật mình. Và tôi và Binzy thất bại, anh đã nói rồi mà. Quan trọng của một cuộc chơi là bốc thăm đồng đội như nào á nhá. Cảm ơn rất là nhiều. Thank you anh. Chưa buồn. Mọi người ngày hôm nay mọi người đã thấy sức ảnh hưởng của mọi người tới tất cả mọi thứ xung quanh. Mọi người có bao giờ nghĩ tới điều đó khi mà viết nhạc hay không? Mà em bắt đầu thì cái việc đó nó chưa bao giờ nó xuất hiện ở trong đầu mình hết. Cho đến khi nhạc của mình được nhiều người nghe, và cho đến khi em biết được là các cháu bé rất là nhỏ mà bắt đầu lẩm nhẩm hát theo, thì lúc đó em mới giật mình. Em nghĩ là ok, cái việc này mình nghĩ đây là đến lúc cái trách nhiệm của mình ở trong nghệ thuật nó bắt đầu nó xuất hiện. Và bây giờ trong lúc sáng tác bài hát, ngay từ lúc đầu nó lúc nào nó cũng là một trong những cái mà mình em ưu tiên. Bây giờ YouTube, Facebook rồi tất cả những mạng xã hội khác tạo ra một nền tảng cho các nghệ sĩ và tạo ra một sân chơi cho cả giới trẻ nữa. Ai cần cái gì thì sẽ vào cái sân chơi phù hợp của mình. Mọi thứ cũng thay đổi rất nhiều trong cái bài học mà gọi là có trách nhiệm với cộng đồng, đúng không Ramastic? Vâng, đúng rồi. Có những lúc mà mình phải giật mình nhìn lại và mình thấy là có lẽ mình cũng cần phải chắt lọc lại ngôn từ để làm sao nó có thể tiếp cận được nhiều đối tượng hơn và nó phù hợp với nhiều người hơn. Có một điều rất là đặc biệt, cả ba thì trong cùng một nhóm theo một cách nào đó, đúng không ạ? Nhưng mà ba người chưa bao giờ thấy kết hợp cùng với nhau trong một sản phẩm âm nhạc. Nhưng ngày hôm nay nếu mà các bạn dành cho cuộc hẹn cuối tuần một điều đặc biệt nữa, đó là cả ba cùng kết hợp trong một bản mashup nào đó, thì đó là điều tuyệt vời. Ngoài những cái ca khúc mà mọi người đã được thưởng thức, các anh em trong SS cũng chưa có chuẩn bị trước một cái sản phẩm nào khác, nhưng mà ngày hôm nay là cũng là một sự ngẫu hứng và cũng có một sự giúp đỡ rất lớn đến từ band màu nước. Thì ba anh em có một sản phẩm cũng gọi là mashup. Thì là những cái bài hát cũng khá là quen thuộc của ba anh em rồi, nhưng mà là bài hát gì thì chắc là tí để mọi người nghe, mọi người sẽ đoán thử. Nào, bây giờ hãy cùng thưởng thức sản phẩm đặc biệt của ba chàng trai Ramastic, Binzy và Subin trong chương trình Cuộc Hẹn Cuối Tuần cùng với ban nhạc Màu Nước. Cứ vui cùng nhau phút này và tan vào theo đêm ngày. Xin đừng lo dù cho chuyện mai này ai đâu hay, và cứ cho thời gian buông dài và ta nhìn nhau chậm lại để giữ lâu thêm một chút kỷ niệm chưa phai. Về nơi có ánh nắng đi lang thang cũng giữ chân mình, nơi cho ta say đắm lan man với những tâm hình, cùng trao hết tích xuân cho những góc đường bụi bặm, mình mang những lo toan cho mái tóc đừng bị xám, để nghe đơn nốt lắng khi hoàng hôn buông dần, đêm như lên sắc màu đen nhuốm không gian rồi lại tan vào trong bơ ngơ. Anh ước mỗi sáng khi anh thức giấc lại được có em trong tay. Anh ước mỗi tối anh sẽ luôn luôn là người chúng em ngủ ngon. Nhưng giờ đây thật quá khó, em sợ đang ở nơi đó. Có biết mỗi đêm anh thức trắng mong em sẽ quay trở về. Anh ước nắng sớm ban mai kia chưa chờ đợi tại anh không lạnh nữa. Anh sẽ giữ cho riêng mình nụ cười tháng ấy, và em sẽ nói nhớ anh thật nhiều, sẽ nói nhớ anh thật lâu. Sẽ bên anh đến suốt đời anh này. Anh yêu em bao lâu, thật ra không cần thiết. Anh yêu em ra sao, người ta không cần biết. Anh yêu về mặt mồi, yêu về tiếng cười, và yêu trong suy tư nhiều hơn trong ngồi viết. Đừng nói anh viết về em đi, anh không thể khéo miệng như MC.
phải xuất phát từ tim em biết đó. Bài hát này mở như lòng anh, vậy em cứ xem đi. Có những điều anh chỉ nói cho mình em nghe, chuyện tình cảm đâu đơn giản chỉ để đem khoe. Ta thậm chí không thể nắm tay ở trên xe, vì nỗi đau của mình họ chỉ thích đem share. Có những đêm chị thiên đàng căng phòng lặn tan, ôi người ta sợ em tổn thương bên cạnh anh. Hy vọng trong lần yêu này anh sẽ không ngốc, tất cả anh muốn làm là giữ cho em không khóc. Anh ước mỗi sáng khi anh thức giấc lại được có em trong tay đẹp. Anh ước mỗi tối anh sẽ luôn luôn là người chúng em ngủ ngon. Nhưng giờ đây thật quá khó, em giờ đang ở nơi đó. Có biết mỗi đêm anh thức trắng mong em sẽ quay trở về. Anh ước mỗi sáng mà mai kia chưa chờ đợi tại anh không lạnh nữa. Anh sẽ giữ cho mình nụ cười thơm ấy, và em sẽ nói nhớ anh thật nhiều, sẽ nói yêu anh thật lâu. Sẽ bên anh đến suốt đời. Treasure, Daydreams và Cho Mình Em. Một bản mashup rất tuyệt vời. Nhưng mà có một cái câu là hình như em không bao giờ quên VTV và MC hay sao. Anh không được nhớ được như MC. Anh mà viết lời hay như Ramastic, anh sẽ viết là anh không thả thính được như Binzy. Okay. Cảm ơn cả ba đã mang tới một buổi tối thật tuyệt vời. Cảm ơn Ben Màu Nước. Các bạn đã mang tới cho chúng ta một chương trình cuộc hẹn cuối tuần mà có lẽ khán giả không thể ngồi yên mà không nhún nhảy trong suốt hơn một tiếng vừa qua. Xin cảm ơn tất cả. Chúc cho tất cả, chúc cho Space Speaker sẽ thêm thành công hơn nữa trong tương lai, luôn luôn tràn đầy năng lượng sáng tạo. Chúng ta sẽ tạm biệt nhau ở đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Anh em mình nhìn nhau thôi đúng không? Không cần nhìn mày đúng không? Xong rồi Trường kéo anh nốt son mắt anh sơn thử. Son. Anh có thân mình không? Giật mày mà. Anh có thân mình. Anh mình biết anh có thân mình. Hai ông có cùng xem phim đấy không đấy? Ok. Nghe lại lần thứ hai. Dạ mặt vào đây đánh trúng sức của anh ơi. Sao đó đứng chờ phiêu có thể không bao ở chỗ này đâu ạ, có thể chuyển sang cái cảnh khác đâu.